Kế thứ 21, Kim Thiền thoát xác. Vào thời Tam Quốc, thừa tướng nước Thục là Gia Cát Lượng mang quân đi đánh nước Ngụy, nhưng không may khi hai bên đang dàn quân chuẩn bị khai chiến thì Gia Cát Lượng lại lâm trọng bệnh, rồi mấy ngày sau qua đời, không còn chủ tướng, quân Thục đành lui binh. Lúc này, bên kia sông quân Ngụy đang sát khí đằng đằng, nếu để cho quân Ngụy biết được tin Gia Cát Lượng qua đời thì nhất định chúng sẽ nhân cơ hội trời cho này để tấn công ào ạt, quân Thục ắt phải thảm bại. Tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may khi sắp mất, Gia Cát Lượng đã kịp mật giao cho phó tướng là Khương Duy một kế hoạch rút quân. Khương Duy nghiêm mật giấu kín tin Gia Cát Lượng tạ thế, lại ra lệnh cho thợ tạc hình nộm Gia Cát Lượng với đầy đủ cân đai áo mão đặt ngồi uy nghi trong xe, một mặt sai quân chủ lực hộ tống linh cữu của Gia Cát Lượng về nước, nhưng mặt khác lại sai một viên đại tướng chỉ huy một đoàn người ngựa dương cờ nổi trống phát động tấn công quân Ngụy. Chủ soái của quân Ngụy là Tư Mã Ý, từ xa nhìn thấy quân Thục đội hình chỉnh tề, lại thấy Gia Cát Lượng đang ngồi trong xe chỉ huy quân ngũ, nên cho rằng đang giở trò, giả vờ cho lui quân để dụ mình vào trong. Vì vậy, Tư Mã Ý không những không ra lệnh tấn công, ngược lại còn cho quân lui về phía sau để chờ xem động tĩnh như thế nào rồi sẽ tính. Khương Duy thừa cơ quân Ngụy lui binh, liền chỉ huy quân binh nhanh chóng di chuyển qua, quay về đất Thục. Khi Tư Mã Ý biết được tin Gia Cát Lượng đã mất, vội thúc quân truy đuổi thì đã quá muộn. Ý thứ 21, Kim Thiền thoát xác. Ý nghĩa của câu này là khi con ve sầu lột xác, thân thể sẽ thoát khỏi cái vỏ mà bay đi, lưu lại xác ve sầu trên cành. Khi kế này dùng vào quân sự là chỉ việc ngụy trang thoát khỏi kẻ địch, thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Kế thứ 22, đóng cửa bắt trộm. Vào thời Chiến Quốc, nước Tần với binh hùng tướng mạnh tiến đánh nước Triệu, không gặp trở ngại đáng kể nào, thế tiến như chè tre. Thế nhưng khi đoàn quân đến Trường Bình thuộc Sơn Tây thì gặp phải sự chống cự. Lúc bấy giờ lãnh trách nhiệm phòng thủ Trường Bình là tướng Liêm Pha. Ông này biết quân Tần binh lực đang mạnh, nếu lúc này xuất trận thì quả là bất lợi, bèn ra lệnh cho quân lính cố thủ không được xuất thành giao tranh. Hơn 2 tháng sau, quân Tần vẫn chưa hạ được thành Trường Bình. Đúng vào thời điểm này thì Triệu Vương lại tin vào lời gièm pha nên cho điều Liêm Pha đi nơi khác. Sau đó cử Triệu Quát là một viên tướng ít kinh nghiệm trận mạc nhưng lại giỏi khoác lác đến Trường Bình đối phó với quân Tần. Sau khi đến Trường Bình, Triệu Quát cho thay đổi chiến lược tác chiến của Liêm Pha, lập tức cho quân xuất thành nghênh chiến với quân Tần. Lúc đầu, đại tướng của quân Tần là Bạch Khởi, giả vờ như mình không phải là đối thủ của Triệu Quát, cho quân lui binh đến mấy lần, khiến cho Triệu Quát càng đắc ý vênh váo, phái ngay người đến doanh trại của quân Tần đưa chiến thư thách thức quân Tần cùng sống mái một phen. Bạch Khởi thấy Triệu Quát đã trúng kế, liền cho bố trí sẵn sàng, phân tán quân sĩ cho mai phục bốn bề, đợi quân Triệu Quát. Ngày hôm sau, Triệu Quát thân chinh mang 40 vạn đại quân ra khỏi thành nghênh chiến. Chỉ sau một hồi giao tranh, quân Tần liền đại bại, thi nhau chạy trốn. Triệu Quát mừng rỡ chỉ huy quân sĩ truy sát đến tận doanh trại của quân Tần. Quân Tần cố thủ không ra, Triệu Quát tấn công mấy ngày cũng không hạ được trại, đành phải thu binh chuẩn bị về thành. Không ngờ, vào đúng lúc này, có thám tử đến báo là Trường Bình đã bị quân Tần đánh úp. Triệu Quát đang lúc bàng hoàng thì từ bốn phương tám hướng xông đến bao vây. Triệu Quát chỉ còn cách liều mạng phá vòng vây. Nhưng lúc này đã quá trễ vì quân Tần đã bao vây trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, Triệu Quát chúng tên bỏ mạng, còn 40 vạn quân cũng bị tàn sát. Kế thứ 22, đóng cửa bắt trộm, tức là nên bao vây đối với kẻ địch yếu hơn mình. Như vậy, có thể diệt hết kẻ địch. Đương nhiên, nếu vận dụng tốt, kế này cũng có thể áp dụng để bao vây đội quân đông hơn mình.
Kế thứ 23, xa thân gần đánh. Vào cuối thời chiến quốc, bảy nước chư hầu Tần, Hàn, Sở, Triệu, Yên, Ngụy, Tề, mỗi nước hùng cứ một phương, nhưng nước Tần sau khi theo biến pháp của Thương Ưởng, sức mạnh đã gia tăng nhanh chóng nên liền bắt đầu tiến hành kế hoạch tiêu diệt sáu nước kia để độc bá Trung Nguyên. Năm 270, Tần Chiêu Vương chiêu tập binh mã chuẩn bị tấn công nước Tề, nhưng mưu sĩ Phạm Tuy lại can ngăn. Từ Tần đến Tề, đường xá xa xôi, để đánh nước Tề, quân ta phải đi qua hai nước Hàn và Ngụy. Binh lực của Tề khá mạnh, nếu ta phái ít quân binh thì khó mà thắng được, còn nếu phái nhiều thì gánh nặng quá lớn. Và lại, dù có đánh thắng được Tề, chúng ta cũng không thể sáp nhập nước Tề vào nước Tần được. Do vậy, thần cho rằng chỉ bằng chúng ta nên sử dụng biến pháp xa thân gần đánh là tốt nhất. Đầu tiên, ta nên kết mối hữu hảo với Tề, rồi đem binh đánh các nước gần bên là Hàn và Ngụy, rồi sau đó hãy nói đến chuyện thôn tín các quốc gia khác. Tần Chiêu Vương chấp thuận ý kiến của Phạm Tuy, phái sứ giả đi Tề xin kết làm liên minh. Sau khi Tần Chiêu Vương tạ thế, Tần Thủy Hoàng vẫn kiên trì theo kế sách xa thân gần đánh của Phạm Tuy. Một mặt thì giao hảo với hai nước Tề, Sở, mặt kia thì phái binh lần lượt đánh chiếm bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Sau khi sáp nhập các quốc gia phương Bắc này vào Tần, Tần Thủy Hoàng lại sai binh đi đánh nước ở xa là Sở, cuối cùng là diệt luôn cả Tề. Rốt cuộc Tần Thủy Hoàng cũng đạt được ước vọng thống nhất nước Trung Hoa. Kế thứ 23, xa thân gần đánh, khi việc thực hiện mục tiêu quân sự bị hạn chế bởi điều kiện địa lý nên tấn công kẻ địch ở gần, tạm thời hòa hoãn với kẻ địch ở xa, đợi đến khi đánh bại kẻ địch ở gần thì mới tấn công kẻ địch ở xa. Kế thứ 24, giả đạo trượng hồ. Thời kỳ Xuân Thu, vua nước Tấn là Tấn Khiến Công vì muốn mở rộng bờ cõi nên chuẩn bị đưa quân đi đánh nước Ngu và nước Quắc ở phía nam. Thế nhưng hai nước này về mặt địa lý lại bao bọc lẫn nhau như môi với răng. Đã vậy, hai nước này từ lâu đã có mối kết giao hữu hảo. Nếu nước Tấn xuất binh đánh Quắc, nước Ngu nhất định sẽ ra tay cứu viện. Hai nước này trợ giúp lẫn nhau thì nước Tấn khó mà thắng được. Thế phải làm sao đây? Tấn Hiến Công suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào. Tấn Hiến Công đang bối rối thì đại thần Tuần Tức khiến một kế. Muốn đánh được hai nước này thì tất phải ly gián họ, khiến hai nước này không còn muốn giúp lẫn nhau. Ngu Vương là Ngu Công, tính tình vốn tham lam. Nếu ta đem danh mã và ngọc quý tặng cho Ngu Công, xin mượn đường đánh Quắc. Sau khi đánh được Quắc, ta lại quay về đánh Ngu. Cứ thế ắt phải thành công. Tấn Hiến Công nghe xong vô cùng mừng rỡ, luôn miệng khen là diệu kế, sau đó liền sai Tuần Tức mang ngựa hay ngọc đẹp đi gặp Ngu Công. Ngu Công vui mừng khôn xiết, không những nhận lời cho mượn đường, lại còn chủ động cho quân dẫn đường. Quân Tấn do đại tướng Lý Khắc cầm quân băng qua nước Ngu đi đánh nước Quắc, chẳng bao lâu sau đánh chiếm được nước Quắc. Khi Khải Hoàn trở về, Lý Khắc còn tặng thêm cho Ngu Vương rất nhiều của cải cướp được từ nước Quắc. Lúc này Lý Khắc lại mượn cớ là do binh sĩ quá mỏi mệt nên xin Ngu Công cho phép tạm đóng trại gần kinh thành để nghỉ ngơi. Ngu Công không hề nghi ngờ, liền đồng ý ngay. Chẳng lâu sau đó, khi biết quân Ngu không phòng bị, quân Tấn liền đánh úp quân Ngu, thế là nước Ngu bị tiêu diệt dễ dàng. Kế thứ 24, giả đạo trượng hồ. Đối với nước nhược tiểu nằm lò giữa nước ta và nước địch, khi nước nhỏ đó bị địch quân xâm lược, ta lập tức xuất binh cứu viện, nhân tiện đưa lực lượng quân sự vào để khống chế tình hình, đợi thời cơ tấn công bất ngờ thì có thể dễ dàng thắng lợi. Cũng có thể hiểu là lợi dụng A làm bàn đạp để tấn công B, song việc K
khi trở về sẽ nhân tiện tiêu diệt luôn à. Kế thứ 25, thay xà đổi cột. Vào năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng trong chuyến tuần du lần thứ 5 xuống phương Nam đột nhiên lâm bệnh. Chữa mãi không bớt, ông ta biết rằng mạng mình chẳng còn bao lâu, bèn nghĩ đến chuyện lập thái tử kế vị. Tần Thủy Hoàng vốn rất khỏe mạnh nên trước đây chưa hề nghĩ đến việc lập người kế vị. Đúng bây giờ, trong triều đình đang cùng tồn tại hai phe chính trị có thực lực rất lớn, một phe do con Tần Thủy Hoàng là Phù Tô và đại công thần Mông Điềm đứng đầu, và đứng đầu phe kia là Hồ Khởi, con út của Tần Thủy Hoàng và gian thần Triệu Cao. Phù Tô là người hiền lành, chính trực, người trong nước đều biết tiếng, rất được Tần Thủy Hoàng yêu mến. Cách đấy chưa lâu, Phù Tô được vua cha phái đi đến Bắc Tuyến là nơi Mông Điềm đóng quân, làm giám quân, đồng thời cũng là để học hỏi thêm về quân sự. Người con út Hồ Khởi đã quen được nuông chiều, lớn lên lại không thích học hành, chỉ mê ăn chơi hoang đàng. Vì vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, nhiều lần Tần Thủy Hoàng đã quyết định lập Phù Tô làm thái tử, sau này sẽ nối ngôi. Sau đó Tần Thủy Hoàng mật gọi thừa tướng Lý Tư đến để lập chúc thư chỉ định Phù Tô làm hoàng đế. Mấy ngày sau Tần Thủy Hoàng băng hà. Lúc bây giờ, người quản lý ấn tín và thảo di chúc chính là Triệu Cao. Triệu Cao nói với Lý Tư, nếu Phù Tô làm hoàng đế, nhất định sẽ trọng dụng Mông Điềm. Đến lúc đó, chẳng biết ngài có còn làm thừa tướng nữa không? Dù sao, chỉ có tôi và ngài biết được chúc thư của hoàng thượng. Chúng ta nên suy nghĩ xem nên lập ai làm hoàng đế. Lý Tư cũng là hạng người thấy lợi quên nghĩa, liền cùng Triệu Cao ngụy tạo chúc thư, lập Hồ Khởi làm thái tử, ép Phù Tô phải tự sát. Sau khi Phù Tô mất đi, hai người này lại phải phái người đi giết Mông Điềm. Do vậy, chính Triệu Cao là người đã dùng thủ đoạn thay xà đổi cột để viết lại lịch sử. Kế thứ 25, thay xà đổi cột, ý nghĩa của kế này là bí mật lấy đi chủ lực của kẻ địch, sau đó thừa cơ khống chế hoặc tiêu diệt kẻ địch. Kế thứ 26, chỉ gà mắng chó. Vào thời Xuân Thu, có nhà quân sự đại tài tên là Tôn Vũ. Một lần Ngô Vương Hạp Lư cùng Tôn Vũ trao đổi về binh pháp. Ngô Vương nói, nghe đồn binh pháp của ngài là tinh diệu tuyệt luôn. Có thể biểu diễn đôi chút để ta được mở mắt không? Tôn Vũ đáp, điều này chẳng có gì, xin ngài cứ tùy nghi đưa vài người lại đây. Tôi sẽ thao luyện họ để ngài xem. Ngô Vương cũng có ý đùa bỡn Tôn Vũ nên liền cho gọi một nhóm mỹ nữ từ trong hậu cung ra. Đám mỹ nữ này sau khi đến thao trường cứ mải cười đùa xô đẩy lẫn nhau. Tôn Vũ ra lệnh phân chia đám mỹ nữ thành hai đội, đồng thời chỉ định hai cung phi vốn được Ngô Vương yêu thích làm đội trưởng. Kế đến, Tôn Vũ nhẫn nại giải thích cho các cung nữ này nghe về các yếu lĩnh trong việc thao luyện. Sau đó, Tôn Vũ ra lệnh quay sang chuyện nhảy múa ca hát nên làm sao có thể quen ngay được chuyện tập luyện khô khan như thế này được. Nên chẳng ai chịu nhúc nhích cả mà chỉ nhìn ngó nhau cười đùa. Tôn Vũ không hề tỏ ra tức giận nói, tướng không giảng rõ ràng được các quy tắc về động tác, đó là lỗi của tướng. Sau đó, Tôn Vũ giảng lại tỉ mỉ hơn về cách thể hiện các động tác. Tiếp đến, Tôn Vũ lại phát lệnh, quay sang phải, nào ngờ các cung tần này vẫn cứ như trước, không hề động đậy gì cả. Đã vậy, còn cười đùa lớn hơn cả trước nữa. Ngô Vương đứng quan sát, cảm thấy hài lòng, nghĩ thầm, phe này dù bản lĩnh có đến đâu đi nữa, thì Tôn Vũ cũng đừng hòng mà chỉ huy cho được đám đàn bà này. Đến lúc này, Tôn Vũ bỗng nghiêm sắc mặt lại, lạnh lùng nói, lúc đầu ta chưa giảng rõ ràng, đó là lỗi của ta. Bây giờ, các ngươi không nghe mệnh lệnh, đó chính là lỗi của các ngươi. Chiếu theo pháp lệnh, người vi phạm chịu tội chém. Đội trưởng không biết chỉ huy sẽ chịu phạt trước tiên. Bây đâu, đưa ngay hai đội trưởng đi chém đầu. Ngô Vương vừa nghe thấy vậy, vô cùng bàng hoàng, vội ngăn lại nói, tướng quân giỏi điều binh, bản vương rất bội phục, xin tướng quân tha cho hai phi tần này.
Tôn Vũ đáp, đại vương đã ra lệnh cho thần luyện binh, mà trong quân đội nào có chuyện nói đùa cho vui, thần nhất định phải chấp hành quân lệnh. Nói xong, không hề do dự, liền cho chém ngay hai phi tần. Tôn Vũ lại chỉ định hai người khác làm đội trưởng. Cuộc thao luyện lại bắt đầu, đám cung nữ nghe theo răm rắp, hoàn toàn tập trung theo mệnh lệnh luyện tập của Tôn Vũ, không hề xảy ra sai sót nào nữa. Kế thứ 26, chỉ gà mắng chó, lợi dụng sự trừng phạt đối với lỗi lầm của một số người để cảnh cáo những người lãnh đạo không nghiêm minh. Kế thứ 27, giả si bất điên. Vào năm 240, Ngụy Minh Đế Tào Duệ lâm trọng bệnh. Trước khi mất, đã dặn dò đại tướng Tào Sàng và thái úy Tư Mã Thiên, phò tá thái tử Tào Phương vừa được 8 tuổi. Tào Sàng là cháu của Tào Tháo, rất có thế lực trong triều đình, nhưng do Tư Mã Ý đã lập nhiều chiến công nên được trao chỗ binh quyền hơn. Tào Sàng trong lòng rất đố kỵ Tư Mã Ý nên tìm cơ hội xin Tào Phương phong cho Tư Mã Ý làm thái phó. Tiếng là được thăng quan, nhưng kỳ thực, binh quyền giảm đi khá nhiều. Tư Mã Ý vốn thông minh hơn người, đã sớm thấy được dụng ý của Tào Sàng nên thoái thác là tuổi già sức yếu rồi trở về không ra khỏi cửa nữa. Sau khi đuổi được Tư Mã Ý, Tào Sàng độc chiếm quyền lực, đem anh em họ hàng đặt vào các chức vụ trọng yếu. Lại xem thường Tào Phương là trẻ con ngu dại, thường khống chế mọi việc lớn nhỏ trong triều. Nhưng Tào Sàng vẫn chưa yên lòng về Tư Mã Ý. Vào đúng lúc này, một tay thân tín của Tào Sàng là Lý Thắng được thăng chức thứ sử Thanh Châu, sắp lên đường nhậm chức. Tào Sàng liền dặn dò Lý Thắng đến chào từ biệt Tư Mã Ý, đồng thời cũng là để thăm dò thực hư như thế nào. Tư Mã Ý đã sớm biết được quỷ kế của Tào Sàng nên vừa thấy bóng Lý Thắng liền cố ý ra vẻ bệnh tình rất nặng, tóc tai bù xù. Nói năng cũng chẳng ra đầu đuôi, chỉ được vài câu rồi nằm xoài xuống giường thở sốc. Trở về, Lý Thắng đem những gì tai nghe mắt thấy báo lại cho Tào Sàng. Tào Sàng cảm mừng, cho rằng giờ đây Tư Mã Ý đã thành phế nhân, không đáng để đề phòng nữa. Vài ngày sau, Tào Sàng thấy trời trong mây sáng, liền mời Tào Phương ra khỏi thành đi tế Tào Duệ. Tào Sàng đi theo, tiếng là hộ giá, nhưng thực ra là mang theo anh em và người thân tín để cùng đi săn và du ngoạn. Tư Mã Ý được tin này, biết là thời cơ đã đến, liền liên lạc với các thủ hạ trước đây chiếm ngay kinh thành dễ như trở bàn tay. Sau đó Tư Mã Ý phái đại quân đi giết 4 anh em nhà họ Tào, rồi đón Tào Phương về triều. Nhờ dụng kế giả si bất điên, Tư Mã Ý đã tiêu diệt đối thủ, đoạt lại binh quyền, sau đó được Tào Phương phong làm thừa tướng. Kế thứ 27, giả si bất điên. Trọng điểm ở chữ giả, ý nghĩa của chữ giả là ngụy trang, giả câm, giả điếc, nhu nhược, nhẫn nhịn, làm cho kẻ địch không cảnh giác, đợi đến khi thời cơ chín muồi, lập tức bất ngờ tấn công địch, nếu địch không đề phòng, tất sẽ thất bại. Kế thứ 28, lên lầu rút thang. Chuyện này xảy ra vào cuối thời Đông Hán. Kinh Châu Mục Lưu Biểu có hai người con trai là Lưu Kỳ và Lưu Tông. Lưu Kỳ là con người vợ trước, còn Lưu Tông là con người vợ sau. Do sợ Lưu Kỳ có quyền thế ảnh hưởng đến con ruột của mình, nên người mẹ kế rất căm ghét Lưu Kỳ, thường nói xấu Lưu Kỳ với Lưu Biểu. Lưu Kỳ biết hoàn cảnh của mình vô cùng nguy hiểm nên đã nhiều lần thỉnh giáo Gia Cát Lượng. Nhưng Gia Cát Lượng lại không muốn can thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Vì vậy, trước sau vẫn không cho ý kiến gì. Ngày kia, Lưu Kỳ mượn cớ uống rượu. Lưu Kỳ mời Gia Cát Lượng lên lầu. Lúc hai người đang say sưa uống thì Lưu Kỳ lén kêu người gỡ bỏ cầu thang đi. Lưu Kỳ nói với Gia Cát Lượng, bây giờ chung quanh chúng ta chẳng thể có ai khác. Lời ngài nói chỉ có một mình tại hạ nghe. Xin quân sư hãy dạy cho tại hạ cách đối phó. Gia Cát Lượng muốn bỏ đi cũng chẳng được,
Sau khi suy nghĩ một hồi, bèn kể cho Lưu Kỳ nghe một câu chuyện. Thời Xuân Thu, phi tần của Tấn Khiến Công là Ly Cơ muốn mưu hại hai người con, Thân Sinh và Trọng Nhĩ của Tấn Khiến Công. Biết được điều này, Trọng Nhĩ bèn trốn đi khỏi nước nên bảo toàn được tính mạng. Còn Thân Sinh vốn là người hiếu đạo, không nỡ rời cha mà đi nên lưu lại nước Tấn. Một ngày kia, Thân Sinh kêu đầu bếp làm vài món ăn ngon rồi sai người dâng tặng vua cha. Sau khi biết được điều này, Ly Cơ liền sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn. Khi Tấn Khiến Công chuẩn bị ăn các món cao lương mỹ vị, thì Ly Cơ cố ý nói khoan đã nên cho người nếm trước để đề phòng bất trắc. Nói xong, lệnh cho một tên thị vệ ăn trước. Không ngờ tên thị vệ vừa ăn xong liền thổ huyết lai láng rồi ngã lăn ra chết. Tấn Khiến Công nào biết đó là quỷ kế của Ly Cơ. Cứ cho rằng Thân Sinh muốn giết cha để đoạt ngôi vua, nên vô cùng phẫn nộ, lập tức hạ lệnh cho Thân Sinh phải tự sát. Sau khi nghe được điều này, Thân Sinh khóc than một hồi rồi rút kiếm tự sát. Sau khi nghe xong câu chuyện, Gia Cát Lượng nói với Lưu Kỳ, Thân Sinh ở nhà chết oan, Trọng Nhĩ bò ra ngoài nước nên giữ được mạng. Biết thời thế là người tuấn kiệt, ngài cứ thử nghĩ xem mình nên làm gì. Lưu Kỳ vốn là người thông minh nên lập tức hiểu ngay ý của Gia Cát Lượng. Sau khi về nhà, Lưu Kỳ liền xin cha phái mình đi Giang Hạ. Như vậy mà tránh được vạ sát thân. Kế thứ 28, lên lầu rút ván, dùng trong quân sự là sách lược dùng món lợi nhỏ dụ dỗ quân địch để bao vây tiêu diệt địch. Kế thứ 29, cây cảnh nở hoa. Lúc Lưu Bị bắt đầu cùng Tào Tháo giao chiến, thì lực lượng khá mỏng nên thắng thì ít mà thua thì nhiều. Về sau vì muốn tranh thủ thêm đồng minh nên đến nhờ cậy Kinh Châu Mục Lưu Biểu, rồi đóng quân ở Phàn Thành với hy vọng là hai bên sẽ cùng hợp tác chống lại họ Tào. Nào ngờ trời không đãi người, Lưu Biểu bỗng bệnh nặng rồi mất. Con trai út của Lưu Biểu là Lưu Tông, vốn là người nhát gan nên chẳng bao lâu sau đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu Bị mất đi một đồng minh càng trở nên thế cô. Lúc này Tào Tháo vừa bình định xong phương Bắc lại xuất đại quân xuống phía Nam chuẩn bị tiêu diệt Lưu Bị. Biết được tin này, Lưu Bị biết là khó mà đương cự nổi với Tào Tháo, đành phải mang theo cả gia đình và mười mấy vạn dân Kinh Châu trốn đi. Do người quá đông nên tốc độ di chuyển rất chậm, chắc chẳng bao lâu sẽ bị quân Tào bắt kịp. Trong lúc rối loạn, vợ và con của Lưu Bị đều bị thất lạc, còn bản thân Lưu Bị cũng đang bị quân Tào truy đuổi, khiến hồn bay phách tán. Đành phải nhờ Trương Phi đánh chặn truy binh ở mặt sau. Lúc đó trong tay Trương Phi chỉ còn mấy mươi thủ hạ, làm sao có thể địch lại mấy mươi vạn binh mã của Tào Tháo đây? Trong tình thế nguy cấp, Trương Phi bỗng nghĩ ra một cách, liền sai quân chặt một số cành cây rồi đem buộc vào sau đuôi ngựa, sau đó cùng phóng ngựa vào rừng, cố ý cho cát bụi bay mù mịt. Còn lại chỉ một mình Trương Phi đang cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm trường mâu uy phong lẫm liệt đứng trên cầu nơi quân Tào phải đi qua. Khi truy binh đuổi đến, thấy một mình Trương Phi đang đứng trên cầu, lại thấy sau lưng của Trương Phi cát bụi đang bốc cao ngút trời, bèn lập tức ngừng ngay truy đuổi. Nhờ vậy, Lưu Bị mới có đủ thời gian mang quân dân Kinh Châu chạy thoát. Kế thứ 29, cây cảnh nở hoa. Cành cây nếu không có hoa, ta cũng có thể dùng hoa giả gắn lên để cho người ta khó phân biệt thật giả. Trong quân sự, kế này được dùng khi lực lượng yếu, có thể mượn thế lực của người hoặc các yếu tố khác để cho kẻ địch thấy mình lớn mạnh, để phô trương lực lượng áp đảo kẻ địch. Kế thứ 30, phản khách vi chủ. Cuối thời Đông Hán, các thế lực nắm binh quyền tấn công lẫn nhau nhằm khuếch trương thế lực,
Trong số đó có một người tên là Viên Thiệu, thường dựa vào thế binh đông tướng mạnh đem quân đi xâm chiếm lãnh địa của người khác. Có một lần, Viên Thiệu mang quân viễn chinh, trên đường đi do thiếu hụt lương thực nên vô cùng lo lắng. Vừa may một người bạn tên là Ký Châu, Mục Hàn Phức, nghe tin liền phái người mang tặng một lượng lớn lương thực giúp Viên Thiệu giải quyết được nỗi nguy cấp như lửa đốt trước mặt. Thế nhưng thừa hiểu rằng số lương thực chẳng thế nào giải quyết được tận gốc vấn đề. Đến lúc này, mưu sĩ Phùng Kỳ hiến một kế, đề nghị Viên Thiệu trước tiên nên chiếm cho được Ký Châu, vì đây là nơi có nguồn lương thực dồi dào. Nghe xong, Viên Thiệu liền quyết định theo ý của Phùng Kỳ, không còn nghĩ đến chuyện ân nghĩa và tình bạn giữa mình và Hàn Phước nữa. Vốn là người xảo quyệt, đầu tiên Viên Thiệu viết một lá thư cho Công Tôn Toán, đề nghị liên minh cùng đánh Ký Châu. Nay thấy Viên Thiệu chủ động, liên lạc nên vô cùng phấn khởi, liền chiếu theo thời hạn đã hẹn với Viên Thiệu chuẩn bị khởi binh. Viên Thiệu lại phái người đi gặp Hàn Phức nói, Công Tôn Toán chuẩn bị tấn công Ký Châu, binh lực của hắn rất mạnh, e rằng ngài không phải là đối thủ, chi bằng mời bạn cũ là Viên Thiệu đến giúp một tay. Quân đội của Viên Thiệu chỉ cần tiến vào thành, Công Tôn Toán ắt phải sợ hãi, như vậy chẳng phải Ký Châu được an toàn rồi sao? Hàn Phức vốn là kẻ nhát gan, lại không biết đây là gian kế của Viên Thiệu, liền mời ngay Viên Thiệu mang quân vào thành. Sau khi vào thành, Viên Thiệu mượn cớ giúp Hàn Phức gia tăng khả năng phòng vệ điều quân đến các vị trí hiểm yếu của Ký Châu. Như vậy, chẳng khác gì đã nắm được Ký Châu trong tay mình. Mãi cho đến lúc này, Hàn Phức mới biết vị chủ của mình đã biến thành khách. Do sợ sớm muộn gì cũng bị Viên Thiệu giết, đành phải nhân đêm tối lặng lẽ trốn khỏi thành Ký Châu. Kế thứ 30, phản khách phi chủ. Ý nói là trong cuộc sống hàng ngày, chủ nhân không chiêu đãi khách, ngược lại được khách chiêu đãi. Dùng trong quân là nói nhân cơ hội chi viện cho liên quân mà đưa lực lượng của mình vào, sau đó có kế hoạch từng bước khống chế liên quân.